đang hai cái nhà, một cây cổ nè, cây này gọi là cái gì anh? Vàng chân cam là do cái bông nó màu vàng nè. Đó, cái bông màu vàng, cái chân nó là màu cam, lá chung. Đó, cây này thuộc dạng hiếm không anh? Cây này hiếm không? À, quá trời đẹp. Cây siêu hiếm nha. Đó, cái này là ở làng Hoa Sa Đéc nè, mở mang tầm nhìn thì cái này là để uống lại rồi đầu nó có ra bông tết không anh, hay là để tự nhiên đi? Đó, cái gốc này khủng khiếp thiệt. Ồ, cái gốc này, cái hoành này 20 không anh? Hơn chứ. Chưa có tới tay nữa. Tới tay thì 20 này chắc phải hai mấy 30 luôn. 16 à? 20 à? Một cây này gọi là hiếm lắm luôn đó bạn. Vàng chân cam, lá chung. Đó. Cái bông đó nè. Đây. Anh này đang suy nghĩ là uống ra làm sao. Anh với anh gọi là gì anh? Gọi là nghệ nhân hay gì anh? Không, thì phải có tao với trời giống như là người uống cây kiểng đâu, hay là nghệ nhân rồi. Thấy thường người ta dùng từ nghệ nhân, tại em không biết chơi cây nên em không biết gọi là cái gì chính xác. Mà thường mấy người mà uống này các bạn là phải có tay nghề, các bạn được trả thợ anh, thợ cây kiểng. Đó, một cái này gọi là một chi hả anh, hay là một cốt gì nè, phải không anh? Một cốt là được hai nhánh. Đó, bộ xương của nó khủng khiếp luôn nè. À, nhưng cây này làm buổi ngày không anh? 2 ngày. 2 ngày. Đây là một cây hiếm lắm nha mày. Đi ở làng Hoa Sa Đéc dạo dạo nãy giờ chắc mấy hôm nay là các bữa nay là thấy được cái cây này gọi là cây cổ luôn. Đó, bên này cũng thuộc cây siêu cổ luôn. Cây này gọi là Mỹ Cam hả anh? Đó, nó có bông nè. Cây này anh uống xong rồi. Bộ đế của nó cũng khiếp thật. Anh cái này là hình như là anh cắt bông nó hết rồi không anh? Nó có búp búp nè mà. Quá trời cái cây này luôn. Trời, cái đế cái này thử. Trời ơi. Người ta sẽ, nếu mà đo bạn, người ta sẽ đo một cái hoành gì tròn như thế này. Cái này. Ủa anh, cái này nó bị mất hết một cây, một chi cái này rồi. Ổn ra, phải không? Chờ. Quá trời đẹp luôn. Đó, lên nè mày ơi. Đó, chi của nó nè. Ây da. Đẹp quá trời luôn ha. Chưa có bông mà chờ có bông quay lại tiếp. À, đây là một cây Mỹ Cam, cây này bộ gốc nó khủng khiếp luôn. Không thấy bông mà. À, xem cây này rồi. Mỹ Hồng thôi bạn. Gốc nó nè. Khủng khiếp luôn. Đó, cái này là ở làng Hoa Sa Đéc nha các bạn. Đó, số biển số xe. Đó, gốc xù xì luôn, gốc cổ thụ luôn. Đó, người ta cắt dư chi hả?
Mình không biết chiếc cây vậy cả nhà. Thấy đẹp nên quay cho mọi người xem thôi. Mỹ hồng quá bè. Ồ cái gốc nè. Quá trời đẹp ha. Khủng khiếp cái gốc. Trời ơi. Quá trời đẹp. Đó, cây này là cây Mỹ hồng quá bạn. Ồ, gà bông kìa nhờ. Nó có màu hồng nữa. Cây này giống chen không nữa bạn. Đó. Ôi, mấy cây này đắt tiền lắm bạn ơi. Đó, hình thế gốc của nó này nha. Một tay mình ôm không hết luôn bạn. Hai tay luôn. Quá trời đẹp. Đó, đây là đường làng hoa Sa Đéc cả nhà. Ở bên đây có mấy cây đắt tiền ghê. Ôi cái... dưới gốc nó là cỏ nè. Cái này là gì đây vậy? Cây vàng lá chung hả? Đó. Trời ơi. Rồi, cho cả nhà xem nè nha. Người ta sửa nè. À, cái đế của nó này nha. Quá trường bông. Còn nhóc nhiều cây lắm nha cả nhà. Đây là đường làng hoa Sa Đéc các bạn, đường Trần Khánh Dư. Đây. Đây là một cây rất là đẹp. Đó. Chưa có bông này. Trời ơi cái gốc của nó. Quá trời chi luôn người ta cắt bớt cái chiếc bớt rồi các bạn. À, đi ra đây. Trang đỏ gì nè. À, đây là cây nữa nè. Vàng hường các bạn. À, quá trời đẹp. Vàng hường. Đây còn quá trời cây nữa nè. Bị cam. Cây cảnh gia phúc nè. Bông chèn mẫu đơn. Đây có một cây hồng phấn nữa nè. Ở trời đẹp luôn bà ơi. Mấy gốc nó ghê thì chưa có sữa như vậy. Vàng này nha. Vàng này nha. Đó, mấy cây này hồi sưu tầm ở đâu bạn ơi. Đẹp quá trời luôn.
vàng lá chung à. Quá trời đẹp, vàng lá chung à, ôi mấy cây đẹp khủng khiếp luôn. Mấy gốc này nè, ôi ôi ở cái bộ sưu tập cây này chắc khủng khiếp đó rồi. Đây chùm kỳ kiển luôn mà. Chen không à. Bên kia nữa kìa à, vừa úp thơm. Vườn ươm úp thơm này là cây kiển gia phúc. Quá trời đẹp.